Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337019191074644973. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy cưa xích Husqvarna hàng của Thụy Điển. Con này là mang nhãn hiệu là 154 xe. Đó. Con này thì dùng cho anh em chuyên đi khai thác, cắt chuyên nghiệp. Lam thì đang sử dụng lam nhông tầm khoảng 5 tấc. Thế đúng là cây máy VIP như thế này thì cây lam này cũng chưa được phù hợp cho lắm. Nhưng bên nước ngoài người ta sử dụng thì nó rất là nhẹ nhàng, chuyên chu cái máy đó để người ta sử dụng. Còn về Việt Nam thì các bác là hay chuyển sang lam Latin để sử dụng. Thì em sẽ quay chi tiết con máy này, nó rất là đẹp, xịn sò cho anh em. Quay sơ qua bộ và giới thiệu chi tiết những cái bộ phận chính của máy ha. Và lam xích này thì cũng khuyên thật với anh em, nếu anh em cưa nhiều thì có thể đổi lên lam Latin, thì tầm bù khoảng 200, nếu mà dài hơn thì 300 như chẳng hạn, đổi bù lam xích khác để mình sử dụng cho nó xịn sò hơn. Tại vì nó lam nhông thì mặc dù rất là ngon, lam rin nó thì rất là mềm, nhẹ máy, nhưng mà nó ở thị trường Việt Nam thì nó không được phù hợp cho lắm. Tại vì các bác cần bền, bình thì sử dụng lam trượt là ngon nhất. Và đây là nó có thêm một cái hàm rồng của máy này, bộ bùng mọi thứ máy còn khá là đẹp, rất chi là đẹp. Ở đây là bình chứa nhiên nhớt thải của máy, ô liu là nhớt có tác dụng để nuôi lam xích này thôi. Anh em cứ châm đầy một bình xăng, châm đầy bình nhớt là anh em sử dụng. Bộ khởi động của máy này đó. Ở đây là những cái chi tiết mà em rửa thì nó vẫn còn dơ dáy ha, mình chưa rửa kỹ lắm. Ở đây là bình châm nhiên liệu của máy. Hàng này thì anh em phải hai thì động cơ làm mát bằng gió, nên anh em phải pha nhớt, nhớt chuyên dụng đúng 2T, pha cho nó đúng chất lượng xịn sò thì anh em mới sử dụng được ha. Phía đây là công tắc, anh em hất sang bên này là tắt, hất bên này là mở ha. Rồi. Ở đây thì nó có một cái chế độ là làm nóng này, nóng chế độ mùa đông gì đó, nhưng mà cái này có vẻ công tắc bị hư rồi, không có tác dụng gì cả. Thì anh em bỏ qua cái lỗi đấy ha. Rồi, và đây là cần e của máy này, anh em chỉ cần kéo e ra để vô, kéo e ra là đóng e đó, anh em kéo ra đi. Thì em sẽ hướng gia đình cái khởi động. Máy sử dụng hai ốc chân lam xịt sò, xịn sò ha. Rồi, ok. Và bây giờ em cùng anh em trải nghiệm con máy này xem nó như thế nào này. Đầu tiên khởi động máy thì anh em vui lòng tắt cái công tắc sang bên này giùm em. Tắt công tắc đi. E thì như này, anh em kéo ra giùm em. Giật nhẹ nhàng thử hơi đã. À, mình thử hơi trước ạ. Mũi hả máy. Đây. Thử hơi. Rồi, ok đúng không? Anh em mở lại công tắc giùm em. Vẫn giữ nguyên e gió, tại vì đang đóng e gió rồi. Và bắt đầu anh em làm sao? Anh em giật giùm em đấy này. Giật 1 này. 2 này. 3 này. Đó, 4 cái nó ho lên, anh em đẩy vô. Rồi anh em bóc ra. Bóc ra. Rồi anh em tắt công tắc đi. Khi nổ lên rồi anh em chỉ cần giật nhẹ là nổ. Đó, ok chưa? Đó, máy nổ tiếng rất là chất, nổ giòn, tiếng nào ra tiếng đấy, rất là ok. Hàng này thì lên động cơ của nó lên tới 54cc và cái xi lanh nó tầm khoảng 46mm. Đó. Hoặc là có thể là 48. Đó, nhưng mà em không chắc chắn, nhưng mà tầm như vậy nhá, anh em có thể search mạng ra để tìm hiểu. Còn máy này em chưa bùng nên là không dám chắc chắn đâu. Đó, nhưng mà tầm khoảng 46 hoặc 48mm vì nó sở hữu động cơ lên tới 54cc là không phải dạng đơn giản đâu. Không phải đùa với nó được đâu. Rồi. Con máy này thì bán cho anh em để đi khai thác. Và giá em bán của sản phẩm này là 3,9 triệu nhá. 3,9 triệu cho phiên bản làm xích như thế này nha. 3,9 triệu cho một con máy như thế này. Anh em có nhu cầu sở hữu con máy này để về cưa khai thác thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mình Cưa Xích qua hai đầu số 0337019191 có sử dụng Facebook, 0979746443 có sử dụng Zalo. Anh em có thể kết bạn qua hai đầu số như thế. Và khi mua hàng thì sẽ được tặng kèm 3 món đồ rũa buji tiếp mở để anh em về sử dụng nha. Rũa buji tiếp mở để anh em về sử dụng 3 món đồ. Ngoài ra để mua hàng được bên em thì anh em phải vui lòng đặt cọc trước 300.000 thẻ cào Viettel, buộc phải đặt cọc, cung cấp số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để bên em ship hàng nha. Đó.
chưa dừng lại ở đó này. Anh em nào chuyển khoản trước 500 ngàn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn tiền phí vận chuyển. Anh em không mất một đồng tiền vận chuyển nào. Còn nếu anh em là chuyển khoản đủ 3.9 triệu, bên em miễn phí ship cho anh em này, tặng thêm cho anh em một lon nhớt nữa. Đó, ok chưa? Đó, rất là nhiều, tặng lon nhớt, tặng thêm 3 món đồ để anh em sử dụng. Máy móc thì đảm bảo với anh em là nguyên zin, bảo hành 12 tháng bao lột nòng cho anh em. 12 tháng bao lột nòng, không bao những cái tình trạng bị lúc bê nhé. 12 tháng bao lột nòng thôi nhé. Lòng hay là cái xi lanh thì đâu cũng vậy. Đó, để cho anh em yên tâm để sử dụng. Máy móc là còn tốt, zin nguyên bản. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em muốn sở hữu con máy này thì liên hệ trực tiếp với Thắng nha. Rồi, cảm ơn anh em.